Kính chào quý ông bà, anh chị em. Chúng ta đến với nhau trong câu chuyện cà phê đá sáng thứ hai hàng tuần. Hôm nay cha Du Xe Trương Hoàng Vũ ngài bị cảm nên không có mặt với chúng ta sáng nay. Sáng hôm nay cùng uống cà phê với tôi ở đây thì có hai dân oan ở vườn rau Lộc Hưng. Bây giờ xin đầu tiên anh tự giới thiệu anh tên gì? Vâng, dạ cha, tất cả quý vị ạ, dạ cha, thưa con tên Cao Hòa Chánh, Anh Chánh là bao nhiêu tuổi? dạ và năm nay con 52 tuổi rồi, sinh năm 67. Cảm ơn Chánh, xin mời bác. Con là Trần Văn Thuật. Dạ, bác năm nay bao nhiêu tuổi? Mới mới có 79 tuổi thôi. 79 tuổi, bác Thuật 79 tuổi, anh Chánh 52 tuổi. Và đây là những cư dân, bác Thuật là người di cư từ ngoài Bắc vào trong Nam trên đất Lộc Hưng, còn anh Chánh là người sinh ra trên cái mảnh đất đó, là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đó. Một cái thông tin mới ngày hôm qua trên trang báo Tuổi Trẻ cho biết rằng là cái hội đồng giải tỏa đền bù của Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình cho biết đã có 8 hộ đến nhận hỗ trợ 50%, và cũng theo cái bài báo Tuổi Trẻ đó cho biết là có khoảng 50 hồ sơ khác đã nộp để mà xin được hỗ trợ, và nhà nước đó thì đang xem xét cái tính pháp lý để quyết định hỗ trợ. Không biết anh Chánh khi nghe thông tin này thì anh Chánh nghĩ như thế nào ạ? Dạ, thưa quý cha và quý vị, trong vấn đề vừa rồi báo chí nêu á, thì vấn đề thứ nhất xin được nói rõ đó là cái việc 8 người nhận tiền thì đây là việc có thể chính xác. Vì 8 người này thì thưa quý vị chắc biết, mấy quý cha biết rằng trong đất của bà con 124 hộ thì gồm có mấy hộ của cán bộ, đất của cán bộ phường và quận. Và suốt từ đó đến giờ thì những cái hộ này là không đi theo bên này. Những hộ này là luôn luôn chống đối và luôn báo cáo sai, và những hộ này là họ bên chính quyền làm bảo là gì là họ làm. Và kế tiếp nữa thì khoảng 5 7 những đất của cán bộ, còn bên phía mà đường Trấn Hưng á, thưa quý cha và quý vị, thì lúc đó là con mương là bà con để cho nó thoát nước á, vì sau đó là có làm cái cống ở đường Bắc Hải á, thì cái cống hộp lớn thì bà con mới lắp nó đi. Mà bà con chưa kịp lắp thì những cái nhà đối diện á, họ ra họ san lấp, họ bán những cái món hàng vớ vẩn. Thì qua đó thì lúc mà quy hoạch 2001 mới 2004 á, thì cấp chính quyền, tức là họ mời họ ra, họ họ công nhận luôn, họ hợp pháp hóa luôn, họ công nhận luôn. Mục đích là gì? Họ mời những người này đi họp, và đi họp như vậy thì là đồng tình với quy hoạch và phản bác lại chúng con. Thì chính vậy đó là những người mà có thể rằng 8 người để nhận tiền là chúng con. Còn cũng có nói thêm chút xíu về 50 hộ, 51 hộ mà như vừa rồi là báo chí nói thì hoàn toàn con xác định là không đúng sự thật rồi. Vì trong đây có thể là những người mà trong cán bộ, nhưng một số là gì? Là bằng một cách cán bộ đến cả đêm luôn, mà đếm từng hộ rồi bằng một cách mời họ ra, thì 20 năm nay họ cũng mệt mỏi lắm rồi, họ cũng muốn là gì, xem coi có lãnh tiền thật không để giải quyết giấy hay không. Nhưng mà họ ra thì họ biết rằng chết rồi, không được rồi. Thì thưa quý cha và quý vị, họ về họ trình bày hết rồi, tức là ra để rồi xem coi như thế nào, về thủ tục ra sao, có giải quyết giấy không, có lãnh tiền thật không. Thì họ ra thì họ thấy là thôi thất vọng rồi, họ đi về. Thì có thể là họ gom vô 50 người, tức là họ tiếp cận được 50 người. Và anh Chánh cho chúng ta thấy đó, tức là 8 cái hộ mà nhận tiền theo báo Tuổi Trẻ đưa có thể đó là những hộ cán bộ và công an có đất ngay trên vùng đó đã nhận, chứ không phải của người dân nhận. Cái thứ hai là 50 hộ mà gọi là nộp đơn để xin nhận cái hỗ trợ đó, thì như anh Chánh trình bày là nhiều thành phần của nhà nước đó đến tận nhà, khuyến khích năn nỉ và thậm chí ép buộc ra ủy ban để làm việc. Và khi ra như vậy đó thì nhiều người đã trở về bảo rằng là không có nhận hỗ trợ. Và một số người còn nói cho chúng tôi biết rằng họ ghi rằng là họ không đồng ý và họ đi về, chứ không phải là họ ký giấy nhận hỗ trợ.
Còn anh Chánh cho biết rằng là thật ra nói như vậy là nhà nước tiếp cận được 50 hộ trên 124 hộ cũ trên đất rừng rau. Thật ra đến ngày hôm nay chúng ta có thể nói là đã tới 164 hộ, chứ không còn chỉ là 124 hộ. 124 hộ đó là 124 hộ gốc, hộ cũ. Thưa cha, cái vấn đề này nó rõ hơn là gì? Nếu mà nói 124 hộ, 150 hộ này thì không đúng luôn. Vì họ tiếp cận cả cái người mà hiện nay mua rồi. Và họ bảo rằng nếu không ra thì là họ không giúp đỡ, còn sau này về việc mua bán đó bất hợp pháp. Đâm ra là 50 hộ này trên hơn 200 hộ. Cảm ơn anh Chánh. Như vậy là anh Chánh còn cho biết như vậy cái thực tế số hộ thực tế trên cái đất đó là trên 200 hộ, chứ không chỉ là 124. Thưa bác Thuật, bác là người sống coi tạm gọi là từ đầu ở đất Lộc Hưng, có thể lúc đó bác còn rất là trẻ. Bác có nhớ hồi bé như thế nào khi bác đến đất đó, bác sống, bác làm việc sao không bác? Con chào hai cha và kính chào tất cả những quý vị đang theo dõi cái buổi cà phê sáng này. Thưa hai cha và quý vị, là con cùng với lại bố mẹ di cư vào Nam năm 1954. Lúc đó con 13 tuổi. Đó. Thì cái chỗ đó, về chỗ đó là khai phá ở cái chỗ đó, và chúng con cùng với bố mẹ khai phá ở cái chỗ đó. Và cái mảnh đất đó đã nuôi sống gia đình con. Và cho đến đời con thì cũng lại nuôi sống được các con. Có những đứa bây giờ nó đã thành đạt. Đó. Thì từ hồi trước đó thì nó không có cái vấn đề gì hết. Đó. Còn mãi khi mà chính quyền, con xin phép là con không muốn dùng từ chính quyền. Con muốn dùng cái từ nhà cầm quyền thì đúng hơn. Bởi vì nếu chính quyền thì chắc chúng con không khỏi khiếu nại, bởi vì làm cái gì cũng chính đáng minh bạch. Đó. Chứ còn nếu mà bây giờ con xin phép là gọi về nhà cầm quyền, bởi vậy mới có những cái cuộc khiếu nại, hay là chúng con đã vất vả đồ này kia bao nhiêu năm trời để mà tìm công lý, tìm cái quyền của mình. Đó. Thì sau này chính quyền vào nói nhà cầm quyền cộng sản đó, thì chúng con cũng làm theo, có rất là nhiều những cái thủ tục kê khai này kia thì chúng con cũng làm đầy đủ hết đó. Và cũng từ đó đến nay là bắt đầu đến năm cũng một thời gian thì cũng yên ổn, cũng làm rồi thì đóng thuế cho chính quyền, đầu tiên thì là rau, rồi sau thì đến tiền mà hiện tại bây giờ còn có những cái giấy chứng nhận, mặc dù là nó không phải là một cái văn bản chính thức, nhưng cũng có những cái cuốn sổ mà hồi mẹ con đó làm với lại chúng con làm đấy, thì cũng được chính quyền là chứng nhận ở trong đó bà này có bao nhiêu mét vuông đồ này kia. Rồi kèm theo đó là hiện tại con cũng có gần chục cái biên lai đóng thế bây giờ, hiện tại bây giờ con còn giữ đó. Thì khi mà chính quyền năm 1999 đó thì nói kê khai này kia thì chúng con cũng kê khai, cũng làm tất cả thủ tục như thế, nhưng mà không được chính quyền đáp ứng là làm cho chúng con những cái giấy tờ cần thiết, thí dụ như chứng nhận là vấn đề mà trồng trọt ở trên, hoặc là chứng nhận cái chúng con khai phá từ trước đến nay. Thì chúng con cũng đã rất là nhiều lần, con là một người từ năm 99 đây cũng là người có đất ở đó. Bố mẹ con thì chết hết rồi, anh em nó thì người này làm rồi già yếu rồi họ làm việc khác, thì lại đến người em hay người anh làm, cuối cùng đến thì còn lại là con đó. Thì con cũng 20 năm nay con đồng hành với lại bà con ở đó để mà đi hết cơ quan này cơ quan khác, mục đích là chúng con xin được xác nhận, và cái chính nữa là chúng con muốn đối thoại với chính quyền. À, đối thoại với những nhà cầm quyền có liên can tới vấn đề đất đai, nhưng chẳng đâu được tiếp hết đó. Họ chỉ xua đuổi hoặc là họ không có một cái gì mà trả lời xác đáng hết đó.
Rồi sau này thì nghe nói là họ đi giao cho bưu điện hay là cái gì đó. Cái năm đó thì chính chúng con đã gặp được cái nhà cầm quyền mà cao nhất ở đó, là tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Đua, phó chủ tịch đó. Thì chúng con cũng có hỏi ông, đòi hỏi hỏi ông về những cái chuyện đó, thì chúng con có những cái giấy để chứng minh rằng là nói là ông giao thôi đó. Thì chúng con đã hỏi và ông mới cũng không có trả lời cái chuyện đó, mà ông chỉ cũng là một hai là chỗ này làm cái này, chỗ kia làm cái kia. Chúng con đã bác bỏ những cái chuyện đó đó. Cho đến bây giờ thì bao nhiêu năm rồi không trả lời không gì hết, cho đến bây giờ thì đi vào thì tất cả quý cha cũng như thể là quý vị đã đang theo dõi đây thì đã nhìn thấy cái cảnh đó rồi, thì đã nhìn thấy cái cảnh tan hoang, hay là đã nhìn thấy những cái cảnh mà cưỡng chế chúng con như vậy, coi như thể là áp chế đồ này ngọ rồi. Thì con cũng thật sự ra thì nông dân thì cũng chẳng hiểu được nhiều về vấn đề là luật lệ. Chúng con đi khiếu nại đó thì chúng lúc đó cũng chỉ dựa vào cái luật đất đai mới nhất, đó là dựa vào đó và những cái nghị định tiếp theo thôi. Đó. Còn đến bây giờ thì thưa cha, thưa hai cha với lại quý vị thế này thì quý vị cũng nhìn rất rõ rồi, là bây giờ cái chuyện nó trắng đen, bởi bây giờ có những cái người mà đã làm về vấn đề luật pháp là các luật sư đã trình bày cái chuyện đó, thì chúng con cũng không cần đề cập đến cái chuyện đó nữa, vì công luận với lại tất cả thế giới, không phải là Việt Nam này mà cả thế giới, là người ta biết là cái vườn rau luật không, cái vấn đề luật pháp ai vi phạm ai không, nó đã cái chuyện nó đã trắng đen ra rồi đó. Cảm ơn bác Thuật rất nhiều. Hồi nãy bác Thuật con nhắc đến cái vấn đề về cái yếu tố luật pháp ấy, thì trong tuần vừa rồi nhóm luật sư Lộc Hưng đã bắt đầu tham gia thảo luận với bà con và đã có những phân tích về luật, thì anh Chánh có thể nói rõ về cái tiến trình luật pháp hiện nay như thế nào không ạ? Dạ thưa quý cha và quý vị, trong cái tiến trình luật pháp thì trong đó thì có luật xây dựng, luật quy hoạch và luật khiếu nại tố cáo, rồi luật hội đồng nhân dân, rồi luật tiếp công dân, tất cả nó đều có và có nghị định này kia. Nhưng mà thưa quý cha thì chúng con lược lại thì hiện nay nếu mà nói về luật thì chúng con lược lại qua cái việc của tụi con, chúng con thì rõ ràng thưa quý vị là vi phạm 7 luật. 7 luật mà trong đó 20 năm thì đúng rồi, tức là như chú Thuật nói nhà cầm quyền vi phạm và các cơ quan chức năng đều vi phạm, vì chúng con thực hiện đúng luật, ngay cái luật đơn giản nhất là luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo, rồi tới luật kể cả luật mà tiếp nhận thanh tra, rồi tất cả các luật này nay giờ, kể cả luật xâm phạm cái luật là hội đồng nhân dân, tại vì chúng con đóng thuế mấy chục năm thì chúng con là chân gia, họ bằng một cách lấy hết sổ thuế họ bao vây nhưng mà lấy không được, thì họ mới là gì, là mới nói thẳng luôn là hiện nay đóng cái đó là ủng hộ cho phường là thuế hoa chi, rồi cuối cùng họ dám ra một cái văn bản là gì, hiện nay chúng tôi xử lý ông chủ tịch phường 7, phường 6 rồi. Thì thưa quý cha, tụi con lập luận cách đây mấy năm mà 2008 đến giờ là hiện nay là chính sách đường lối của Đảng và luật pháp của Đảng ở nước chủ trương thì nó có hệ thống hết rồi. Nó có hệ thống thu thuế, nó có quyền hạn trách nhiệm hội đồng nhân dân năm 76 đã thiết lập. Thì bây giờ cái việc nghĩa vụ của nhân dân rõ ràng đóng thuế rồi, thì nghĩa vụ đó đã được thực hiện thì phải là gì, có quyền để rồi giải quyết pháp lý cho dân. Nhưng mà họ dám phủ tay luôn, họ nói rằng hiện nay là khi đi chủ trương để lấy tất cả những cái bằng chứng của con không được rồi, thì họ mới nói rằng đó là cái việc đã xử lý rồi. Thì chúng con lập luận luôn, chúng con mới đưa đến cái đơn tố cáo rồi đi trà đạp nhân dân pháp luật, là cha đạp lên coi thường cả thủ tướng và mọi chuyện. Thì thưa cha, tóm gọn lại họ đã xâm phạm 7 luật rồi thưa cha. Cảm ơn cha, cảm ơn bác Thuật. Chúng ta có thể thêm một chút thông tin trong những ngày vừa qua gần đây nhất đó, thì trên báo công an của thành phố này họ có trưng ra một cái văn thư, tạm gọi là văn thư số 07, do ban quản lý ruộng đất của thành phố này ký quyết định công nhận cái quyền sử dụng đất của bưu điện. Thì các luật sư đã dựa trên cái
cái bản đó để phân tích, thì trong đó có một vài cái điểm như thế này chúng ta có thể tóm để thấy cái văn bản đó nói theo cái ngôn ngữ của luật sư Trần Vũ Hải đó, nó là một tờ giấy lộn thôi. Cái thứ nhất, đứng về mặt hình thức văn bản, ở cái tên thì dòng đầu tiên ghi là Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng không có nói tên thành phố nào, thành phố Hà Nội hay thành phố Cần Thơ, thành phố Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng, không hề nói đến thành phố nào. Rồi xuống dưới là có một cái gạch nhỏ để bắt đầu đến cái tên của cái cơ quan ra phát hành văn bản mà không biết thuộc thành phố nào, đó là Ban Quản lý Ruộng đất. Thì trong cái luật thì người ta giao cái quyền công nhận, xin lỗi, giao cái trách nhiệm gọi là cấp giấy quyền sử dụng đất cho Ủy ban Nhân dân, chứ không phải là cho một cái ban nào khác. Chỉ có Ủy ban Nhân dân mới có quyền cấp cái giấy quyền sử dụng đất. Và về mặt thẩm quyền, nếu mà người dân thì là sẽ do Ủy ban Nhân dân quận huyện. Còn nếu những cái tổ chức công, giả sử như lúc đó, cái thời đó là bưu điện là một doanh nghiệp nhà nước mà được cấp thì phải là Ủy ban Nhân dân thành phố cấp. Do đó tự thân cái việc ban quản lý đưa ra một cái văn bản gọi là công nhận quyền sử dụng đất là sai về mặt thủ tục gốc. Cái thứ hai đó, có một số người bảo rằng là Ủy ban Nhân dân thành phố có một cái văn bản gọi là ủy quyền cho ban quản lý ruộng đất được quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì ngay cái sự ủy quyền đó cũng không có ủy quyền cho cái việc công nhận. Công nhận có nghĩa là làm sao, tức là người ta đang có một cái miếng đất, mình bảo đúng là đất của anh đó, đó gọi là công nhận. Còn ở đây là cấp cái giấy quyền sử dụng đất, là từ cái thời điểm đó anh được có giấy có quyền sử dụng đất theo đúng về pháp luật. Do đó cái cơ quan quản lý đất đai đó cũng làm sai luôn chức năng được ủy quyền, tại vì người ta không ủy quyền anh cái công nhận, người ta chỉ quyền anh cái cấp thôi đó. Và như vậy là nó có một cái sự thông đồng đêm tối nào đó chúng ta không có biết rõ được về mặt luật pháp, nên đứng về mặt luật hoàn toàn căn cứ trên luật của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà thôi, thì cái văn bản đó là vô giá trị. Thì một chút xíu thông tin như vậy. Hiện nay thì cái tinh thần của bà con như thế nào, Bác Thuật? Cái tinh thần của bà con Lộc Hưng mình hiện nay thì sao? Dạ, thưa cha, con cũng xin tiếp lời cha hồi nãy, là cha có giải thích về vấn đề cấp hay là ủy quyền hay gì. Thì con thì cũng là nông dân thôi, thành ra con chỉ nghĩ là đơn giản thế này. Nếu bây giờ ông cấp cái đó cho ai hay cái gì, nhưng mà ông cố không để ông cấp, hay là ông lấy của người khác để ông cấp, ông có phải là chủ thể của cái mảnh đất đó không mà ông cấp? Thế thì bây giờ ông cấp cho người này người kia, mà chúng con thì từ khai phá đó từ năm 1954 rồi mãi đến năm 75 rồi ông vô, rồi bây giờ nhà người ta đang ở tới năm 4 giờ rồi ông cấp cho người khác. Thế thì thưa cha, con thì nông dân thành con hiểu đơn giản vậy, thì như vậy thì có hợp lý không? Đúng rồi. Đó. Dạ, cảm ơn Bác Thuật. Đó là một cái điều mà như bác nói hồi nãy đó, thì là chẳng có bao giờ là hợp lý cả. Nhà người ta đang ở đến, anh bảo đây là nhà của người khác, mà cuối cùng anh lại không có một cái cơ sở nào chắc chắn lâu dài hơn người ta. Có một nhà báo bảo rằng là đất đai có trước giấy phép. Và ở đây trong tình huống này là những cái giấy phép quyết định đó nó chỉ được quy định sau khi luật đất đai ra đời, vào đầu tiên phiên bản năm 87, rồi sau đó năm 93 và sau đó những năm sau. Thì trước đó người ta đã có, người ta đã sử dụng. Bây giờ anh Chánh nói một chút xíu về cái tinh thần của người dân hiện nay như thế nào anh? Vâng, trải qua những ngày mà coi như là khủng hoảng nhất rồi, buồn chán nhất rồi, vì tài sản đã bị phá vỡ hết rồi, bao nhiêu công sức và suốt bao nhiêu năm nay tích lũy từ các anh chị em mà cha mẹ cho, rồi kể cả bên những người giống như người ta có vợ chồng tích lũy hết rồi, thì bây giờ tan tành hết rồi.
Thì trong tin mình vừa rồi hoảng loạn nó buồn lắm rồi. Thì thưa quý cha và quý vị, cảm ơn quý cha và quý vị cũng đã ngay thì kịp thời để giúp đỡ bà con cái khó khăn. Cái khó khăn mà loại người ta nghĩ rằng ngày mai không biết mua gì đây, không có tiền đi xe. Rồi đó thì cảm ơn là đã được cái bước một đã được đáp ứng. Thì coi như là về việc tinh thần bà con tạm ổn. Tạm ổn về cái việc là khó khăn tất cả những gì cái mà không có tiền ăn thì bây giờ tạm ổn. Còn nói chung về cái tinh thần, bà con hiện nay rất đoàn kết thưa cha. Đoàn kết lắm, là có thể rằng luôn luôn đi sát với nhau và đã cũng không nói dấu gì. Dạ, luôn luôn đến nhà con, luôn luôn là trình bày và tất cả những gì cán bộ họ tới á, là họ tường thuật lại hết á. Đó, lúc nãy con có nói về cái trường hợp đó. Thì có những người ta nói á, là dụ ra rồi, gặp rồi tới nhà, rồi người ta nói thẳng luôn. Tại vì cán bộ cứ lầy lắm, cứ bước vô nhà thì nó nói hiện nay bây giờ nói hợp tác hả? Chúng tôi không hợp tác, phá vỡ hết rồi, bây giờ phá hoại hết chúng tôi rồi, bây giờ hợp tác cái gì? Thì người ta đuổi, nhưng mà cán bộ lại vòng lại, cứ tiếp tục như vậy cũng thừa đó. Thì tóm lại ngày hôm nay thì cảm ơn mọi người, tinh thần bà con nó cảm thấy ổn là có ít tiền để rồi mấy ngày trang trải, chưa đến nói đến Tết mà trang trải mới rồi là cái nhiều người là có cho thuê thì họ đòi tiền cọc, khổ lắm, đi xoay không có tiền. Rồi nói thưa cha này, thôi con cũng nói tới đây cũng đủ rồi, là cái việc hiện nay bà con rất đoàn kết, rất tuân thủ pháp luật, rất ủng hộ, rất muốn là làm sao đó 20 năm nay nếu đã không tiếp mà giờ đã phá hoại hết tài sản rồi thì yêu cầu đối thoại gia tiếp và chính sách của nhà cầm quyền hoặc là các cấp chính quyền thì yêu cầu phải họp dân. Còn bây giờ con nói luôn, chúng con là người nông dân nhưng mà chúng con cũng hiểu chút xíu về luật, thì chúng con đang thắc mắc về không họp, không bất cứ cái gì không có, tự nhiên là dụ dân xong rồi ra phát tiền bây giờ 50% bồi hoàn, thì thưa cha có thể nói rõ cái chuyện này cho bà con chúng con không, về cái việc này đó là vi phạm pháp luật mức độ ra sao không? Bây giờ không họp hành gì, không có nói quy hoạch, không có quyết định gì hết, thì bây giờ tự nhiên trả 50%, cha có thể nói rõ chút xíu này cho chúng con. Về vấn đề mà anh Chánh nêu đó, là cái việc chúng ta thấy rằng là nhà cầm quyền lạm quyền, cho rằng mình có quyền và mình điều động được quân đội, điều động được công an, điều động các ban ngành, mình làm theo điều mình muốn, mà hoàn toàn ở đây coi người dân là con số zero, coi người dân số zero. Và khi bắt đầu bị lên tiếng thì bắt đầu gọi là chính trị hóa bằng cách rằng là đó là bọn phản động, đó là những người chống người thi hành công vụ, thì đó là những cái cách gọi là lạm dụng quyền lực và xâm phạm đến danh dự của các công dân một cách nghiêm trọng. Ở đây hoàn toàn không có vấn đề gì mà đúng pháp luật theo cái từ phía nhà nước trong cái cách hành xử của ngày mùng 4, mùng 8 vừa rồi cả. Ở đây tôi muốn thông tin thêm một vài vấn đề nhỏ của bà con mà chúng ta cũng cần nên biết. Cái sự kiện phá nhà cửa ở vườn rau nó gây một cái sự tổn thương rất lớn và nó gần như là làm dập tắt những cái niềm hy vọng. Có một đôi bạn cách đây một tháng đến nói với tôi rằng ông con nói khi con lấy vợ thì ông con sẽ cho con 100 mét đất ở ngoài vườn rau để ra đó dựng cái nhà để hai vợ chồng bắt đầu làm ăn. Nhưng bây giờ thì lời hứa đó ông không thể thực hiện được nữa, bị người ta lấy cướp đất rồi. Thì đôi đó bây giờ hôm bữa kế hoạch là ngay sau Tết sẽ cưới, nhưng bây giờ thì không còn nói kế hoạch cưới với tôi nữa. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà cách đây vài tháng thôi thì thấy có vẻ như là một đại gia, đó là trường hợp gia đình ông Ba Phi. Tức là ông bà cũng lớn tuổi, cũng là nông dân, ngày xưa là nông dân, rồi sau này thì thấy không còn làm được đất để như kiểu nông dân nữa thì mượn nợ để bắt đầu xây nhà, cho thuê nhà trọ rồi mở một cái quán nhậu, và với hy vọng là nó có một chút cái tiền đó để ông bà già sống hàng ngày và cũng một chút nào đó chia cho những đứa con quá nghèo. Nhưng bây giờ thì cuối cùng là trắng tay và thiếu nợ, cứ hàng tháng phải trả tiền nợ nóng, vay nợ nóng. Và có thể nói là cái tình cảnh hiện nay đó là không dưới 50% rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy.
hầu hết các cái nhà mà họ xây mà có ý định cho thuê đó, hoặc là đã cho thuê là đều là vay nợ để xây. Bởi vì như bác Thuật nói, đó là cái nguồn sống của họ. Khi bán rau không còn được nữa thì người ta chuyển sang chăn nuôi. Khi chăn nuôi không còn được nữa thì họ chuyển sang xây nhà trọ để có cái nguồn thu. Và điều này mới là điều quan trọng. Từ đặc biệt là từ năm 80 trở lại đây thì rất là nhiều hộ phát sinh trong 124 hộ gốc đó. Con cái lớn lên lập gia đình, đến hàng cháu luôn rồi, thì họ đã ra đất Lộc Hưng, xin lỗi đất vườn rau, để họ làm nhà cư ngụ. Và nhiều người đã nói, đã ở, đã có cái nhà, nhà lá ở đó trên 20 năm, trên 20 năm. Những cái nhà xây tạm bợ 10 năm, 8 năm là nhiều, là nhiều. Và như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là một lần nữa nhà nước đã lộng quyền của mình và dùng một cái ý chí cách mạng quái gở nào đó để bất chấp người dân, và họ coi người dân là con số zero. Họ sẵn sàng đẩy người dân đến tình trạng lầm than hơn ngay trên đất nước của mình. Câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục trong những ngày tới với nhiều thời điểm phù hợp, và đặc biệt khi có sự kiện đặc biệt xảy ra. Cảm ơn bác Thuật và anh Chánh đã đến chia sẻ với cộng đồng tiếp tục về vấn đề vườn rau. Cộng đồng sẽ tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với anh chị em vườn rau nha. Nhờ bác với anh Chánh nói lại như vậy, vì tất cả mọi người chúng ta biết rằng không có ai mà có thể không đau lòng vì những ngày cận Tết mà cuối cùng mọi người trắng tay và bắt đầu phải dồn rất đông người trong một cái nhà cũ kỹ của ông bà tổ tiên của mình để lại. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện nhiều cho dân Oan vườn rau Lộc Hưng. Cảm ơn quý luật sư của nhóm vườn rau Lộc Hưng đã rất tích cực và hy sinh cho người dân ở Lộc Hưng. Cảm ơn các anh chị em gần xa đã có nhiều sáng kiến để ủy lạo tinh thần cũng như vật chất để giúp bà con vượt qua được một chút khó khăn ban đầu. Xin tiếp tục nâng đỡ họ theo cách thức mà anh chị em thấy phù hợp. Buổi 8 chuyện cà phê đá sáng thứ hai ngày hôm nay như vậy là chắc đủ rồi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lần khác. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào anh chị em.